Kính chào tất cả quý đồng nghiệp. Có lẽ một trong những cái chúng ta quan tâm trên thực hành lâm sàng, đặc biệt trên những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp có đái tháo đường, thì việc chúng ta sử dụng một cái thuốc ức chế thụ thể B2-12 có hiệu quả như thế nào? Liệu cái thuốc này có bị suy giảm trên những đối tượng bệnh nhân đái tháo đường hay không? Thì đó là một trong những cái vấn đề chúng ta quan tâm trong thực hành lâm sàng. Tại sao chúng ta lại quan tâm trên những bệnh nhân đái tháo đường? Thì tỷ lệ bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp là khoảng từ 25-30%. So với những trường hợp không có đái tháo đường thì cái tuổi thọ bệnh nhân sẽ bị rút ngắn lại, đặc biệt khi bệnh nhân đái tháo đường có kèm theo các cái biến cố về mạch máu, trong đó có nhồi máu cơ tim cấp. Chúng ta thấy như trên biểu đồ, cái tuổi thọ bệnh nhân bị rút ngắn lại 12 năm so với những trường hợp bệnh nhân không có đái tháo đường. Hoặc là chúng ta thấy rằng là nếu như đái tháo đường mà không có biến chứng thì tuổi thọ chỉ rút lại 6 năm mà thôi. Điều đó cho thấy việc chúng ta quản lý một bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là có nhồi máu cơ tim cấp, làm sao chúng ta có thể kéo dài được tuổi thọ cho bệnh nhân vẫn là một trong những cái thách thức trên lâm sàng. Quay lại hiệu quả của thuốc ức chế B12 trên bệnh nhân đái tháo đường bị hội chứng mạch vành cấp. Qua các công trình nghiên cứu cho thấy cái sự kết tập tiểu cầu được tạo ra bởi ADB trên những bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta thấy là cái sự kết tập tiểu cầu luôn luôn cao hơn khi mà chúng ta thấy so với bệnh nhân không đái tháo đường. Ngay trong cái trạng thái cơ bản, tức là khi bệnh nhân được uống aspirin, sau đó bệnh nhân được nạp 300mg clopidogrel tại các thời điểm khác nhau. Và nếu như chúng ta nhìn lại cái quá trình chuyển hóa của clopidogrel trên những bệnh nhân đái tháo đường và không đái tháo đường cũng có sự khác biệt với nhau, thì cái nồng độ chuyển hóa của clopidogrel mà có hoạt tính trên những bệnh nhân đái tháo đường chúng ta thấy nằm thấp hơn so với những bệnh nhân không đái tháo đường, và điều này có thể ảnh hưởng tới cái hiệu quả chống kết tập tiểu cầu của clopidogrel trên những bệnh nhân đái tháo đường. Và chính vì thế trong cái khuyến cáo của EC 2019, chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái phân tích hậu kiểm trong công trình nghiên cứu Sarisma ở đây, trên những bệnh nhân mà có nguy cơ huyết khối cao kèm theo, chúng ta thấy rằng là có gì ổn định bệnh tim thiếu máu cục bộ, nếu như chúng ta sử dụng clopidogrel phối hợp với aspirin thì có thể chúng ta thấy làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong chung cũng như tử vong tim mạch cho những bệnh nhân đái tháo đường có kèm theo cái tiểu đạm vi lượng. Và do đó chúng ta thấy trong cái khuyến cáo này thì liên quan tới vấn đề sử dụng thuốc chống huyết khối và đặc biệt là thuốc chế thụ thể B2-12, chúng ta thấy họ khuyến cáo chúng ta sử dụng ticagrelor hoặc prasugrel trên những đối tượng bệnh nhân đái tháo đường mà có hội chứng mạch vành cấp trong vòng 1 năm, phối hợp với aspirin trên những bệnh nhân mà có can thiệp mạch vành hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Đó là một trong những cái khuyến cáo cho tới hiện nay để chúng ta có thể một cái lựa chọn phù hợp, một cái thuốc ức chế B12 cho những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp kèm theo đái tháo đường khi chúng ta sử dụng cái công thức này để chúng ta điều trị phòng ngừa các biến cố tim mạch trong vòng 1 năm. Quay lại cái khuyến cáo gần đây của EC 2023, thì chúng ta cùng nhìn trong cái sơ đồ trên những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp và ngay cả hội chứng mạch vành mãn ở đây được tái tư máu mạch vành có thể bằng can thiệp hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Nếu như bệnh nhân có đái tháo đường và chúng ta thấy rằng là không có chống chỉ định với thuốc kháng đông, thì nhìn trong cái nhánh hội chứng mạch vành cấp, chúng ta thấy ở đây trên những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp được can thiệp mạch vành hoặc là được phẫu thuật bắc cầu mạch vành thì thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép, chúng ta thấy aspirin vẫn được khuyến cáo phối hợp với hoặc prasugrel hoặc là ticagrelor là class 1A trong thời gian chúng ta thấy rằng là có thể xuyên suốt tới 12 tháng, thậm chí có thể kéo dài hơn nếu như chúng ta thấy bệnh nhân có các cái yếu tố nguy cơ huyết khối cao, chúng ta thấy thuộc nhóm HA, sau đó chúng ta duy trì một thuốc. Quý đồng nghiệp cũng như quý thầy cô đang theo dõi cái chương trình của Hội Tiếng học Việt Nam phối hợp với công ty AstraZeneca về chủ đề quản lý hội chứng mạch vành cấp. Xin cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp cũng như các bạn đã theo dõi chương trình đào tạo ngày hôm nay ạ.